Chào mọi người, chiều hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop máy trạm Dell Precision 7530 nha mọi người. B011 là mã mình đặt cho máy này, 15.6 inch. Cái Precision này thì hôm giờ nhiều khách hỏi mình lắm. Nay thì mình về được có một con thôi. Mình sẽ quay rõ cái ngoại hình, cái cấu hình và mình báo giá ha. Bất kỳ cái video nào của mình cũng được có báo giá nha mọi người. Precision là cái dòng mà máy trạm nổi tiếng, cái hãng Precision là chuyên sản xuất máy trạm. Cái này là đầu 7 là rất là cao của cái dòng Precision rồi, 7530. Thì mọi người thấy là cái vỏ ở ngoài của nó được phủ lớp, được phủ carbon đó mọi người, rất là chất lượng luôn, carbon. Và trên cái phần này thì nó cũng có những cái vệt trầy xước nhẹ đây ha, trầy mòn nhẹ. Mình sẽ đi kỹ hơn đây, xước lông mèo nhẹ nè, đi kỹ cho mọi người xem ha. Đây, nó cũng có những cái vệt hơi mòn đã qua sử dụng rồi, trầy xước nhẹ. Đây cũng hơi mòn rất là nhẹ này, hơi khó thấy trên cái phần carbon, còn lại là ok. Nhìn nếu mà nhìn vừa trực diện thì nhìn nó tương đối sạch sẽ. Nhìn kỹ có những cái vết trầy xước nó cũng hằn rõ lên trên, nó quay rõ để thấy mọi người. Còn lại là ok ha. Bây giờ mình sẽ quay các ngõ kết nối và mình quay bên trong nha. Mọi người thấy là cái 7530 là cái phần này là cái khung nhôm luôn nè, rất là chất lượng. Hai ngõ USB nhôm. Cái chỗ này đã có bị xước miếng nè mọi người ha, xiết cái nhôm luôn nè. Đây thì chắc là bị cấn cái gì đó nó xước cái chỗ này thôi. Ở bên này thì có ngõ mạng LAN nè, ngõ HDMI, rồi ngõ sạc nha. Sạc của nó là sạc khủng, là sạc lớn, sạc máy trạm nên là rất là chất lượng luôn. Máy là lúc nào cũng kèm sạc nha mọi người. Ở cái phần này thì nó gấp là nó hơi bầu ra như vậy. Đây mọi người, đây là hai cái tay si sấm sét rất là chất lượng nè mọi người. SD. Giờ mình sẽ quay ở bên trong cho mọi người xem nha. Màn hình này là 15.6 inch mọi người, webcam rồi đầy đủ hết, màn đẹp không lỗi lầm gì nha. 15.6 inch có phím số, rồi bên hông để mình nhập dữ liệu, bấm dữ liệu cho nhanh đó mọi người. Đây nè, phím mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế, dán vào là gõ kiểu quốc tế ok ha, vẫn giữ được cái bản chất êm mềm nhân diện của phím Nhật. Góc cạnh là ok nè, cái này là cái tem của Dell nè mọi người, góc cạnh này đẹp nha. Bàn rê chuột là sạch đẹp, sạch ha. i7 này là chạy chip chip H. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái cấu hình của máy. Đây, nó là Dell Precision 7530 nha mọi người. i7-8750H, cái chip H là rất là khỏe mọi người. Nó tới 12 CPU lận, 12 luồng, rất là khỏe luôn. Chip H thì nó hay nằm trong những dòng máy trạm. Còn cái này là 7530 thì chip 8H đây. RAM 32GB, mình nghĩ RAM vậy là rất là khỏe so với cái cấu hình này rồi, không cần phải nâng cấp làm gì nữa hết. Và quan trọng là máy chạy song song hai card. Cái card này là onboard trong máy, và cái card này là cái card đồ họa rời P1000 là 4GB ha. Với card đồ họa rời 4GB kèm với lại RAM 32 chip 8H thì là quá khỏe để mà mình sử dụng những cái phần mềm ví dụ như là liên quan tới đồ họa, những cái mà vẽ vời lên phim hay này kia rồi, là ok rồi mọi người. Tại vì mình thấy là mấy cái kỹ sư hay gì đó người ta cũng mua ở nhà mình những cái này về sử dụng rất là ok, hay ngay cả sinh viên luôn á vẫn sử dụng rất là thoải mái. Cái dòng này thì nổi tiếng vừa bền vừa chất lượng nữa nha mọi người. Cái đầu 7 mà Precision của Dell thì xuất xưởng rất là cao. Đây là một trong những cái dòng mà máy trạm, dòng chất lượng của Dell Precision. B001 là mã mình đặt cho máy. Ngoại hình mình cũng quay rất là rõ, thì cấu hình nó chỉ có vậy thôi. SD là 512 nha, và độ phân giải màn hình là Full HD nè, 1920x1080, màn đẹp, pin tầm 3 giờ, kèm sạc pin. Nói chung là mọi chức năng là hoàn hảo hết. Chỉ có vỏ ngoài là đôi lúc nó hơi trầy xước nhẹ, đã qua sử dụng rồi. Mình có quay rõ ràng. B001 mình báo giá mọi người 11 triệu rưỡi nha. Ai chốt thì inbox mình. Mọi người mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Máy thì luôn luôn bao zin. Trước giờ mọi cái video đôi lúc quên, không có nói tới cái vấn đề đó, nhưng mà 100% là bao zin, bao cho mọi người mở máy để kiểm tra luôn, cho nên mọi người yên tâm về cái chất lượng là không có lo. Mình là view là mình bóc ra nó xấu thì mình sẽ view xấu, đẹp thì view đẹp. Và mọi người để ý là thấy là xấu đẹp tiền nào của nấy thôi, nó rõ ràng. Và giá tùy mỗi thời điểm, tùy theo cái mã số mà có cái giá khác nhau ha. Con này là 11 triệu rưỡi. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Ai chốt ủng hộ mình thì inbox mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều.